Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Các bạn thân mến, theo một tin mà chúng tôi mới nhận được vào tối ngày hôm qua, xuất hiện một trận mưa tên lửa ở tỉnh Hồ Nam, rất nhiều người bị sét đánh trúng, sau đó xuất hiện rất nhiều cơn mưa tên lửa khác đã khiến người dân phải sợ. Giữa lúc cơn bão kèm theo mưa lớn đổ bộ vào tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin vào lúc khoảng 17:53 ở thành phố Tế Nam, người dân cũng đã bị cơn mưa tên lửa rơi trúng thiệt mạng, càng lúc càng xuất hiện rất nhiều tên lửa hơn. Đoạn clip chia sẻ trên mạng cho thấy sau khi chớp đột nhiên vọng lên một âm thanh lớn giống như khi bom nổ. Trong nháy mắt, hiện hàng trăm vệt sáng màu cam rơi xuống cùng cơn mưa và chập điện. Tia lửa xuất hiện khắp nơi rồi rơi xuống mặt đất khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Khi xảy ra phóng điện, mưa sét sẽ gây ra một điểm sóng điện từ và quay xung quanh với tốc độ rất lớn. Trong không khí, tốc độ của nó tương đương với tốc độ ánh sáng. Sóng điện từ truyền lên cao công trình theo các đường dây điện lực, thông tin gây tăng điện áp cao, tác động lên các thiết bị trong công trình gây hư hỏng, đặc biệt đối với các thiết bị nhạy cảm, thiết bị điện tử, máy tính cũng như bảng máy tính. Các tia sét được biết đến là nguyên nhân chủ yếu tạo ra các xung hóa điện áp cao và tạo ra mưa tên lửa. Một lưu ý quan trọng là tia sét không cần phải đánh trực tiếp lên đường điện mới gây ra hư hỏng. Một tia sét đánh xa vài trăm mét cũng đã gây ra những xung cảm ứng lan truyền lớn có khả năng phá hủy, thậm chí phá hủy đường cấp ngầm lân cận. Ngoài ra, còn do một số nguyên nhân khác như do chuyển mạch nguồn hay do chập khởi động của động cơ điện tạo ra xung hóa điện áp cảm ứng phá hủy các đường dây lân cận. Do đó, việc Trung Quốc lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền cũng không kém tầm quan trọng so với chống sét trực tiếp. Theo cơ quan chức năng của Trung Quốc giải thích, do sét đánh vào dây điện làm cho nổ tung, đồng thời nhấn mạnh thương vong về người là vào khoảng hơn 200 người ở thành phố này. Sau sự kiện, người dân địa phương đang lo lắng mỗi khi cơ quan khí tượng Đại Liên tối qua đã đưa ra cảnh báo về mưa tên lửa, sấm sét. Vào lúc 3:30 sáng hôm qua theo giờ địa phương, cơn bão nhiệt đới số 5 trong năm nay của Trung Quốc đã đổ bộ vào đất liền, kèm theo cả cơn mưa tên lửa tại khu vực tỉnh Giang Tô, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là 156 km/h. Khu vực đông nam tỉnh Chiết Giang, phía đông tỉnh Phúc Kiến cũng đã xuất hiện mưa tia lửa rất lớn, kèm theo mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa có thể lên tới 200mm. Các thành phố như Ôn Châu, Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, thành phố Phủ Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến và toàn bộ khu vực có mưa đều hét lên rằng trời diệt Trung Quốc thật rồi. Rồi sức gió ở các khu vực này mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 11 lên cấp 13. Riêng khu vực phía đông nam tỉnh Chiết Giang, gió mạnh cấp 14 đến cấp 16. Trước đó, tỉnh Chiết Giang đã khởi động mức ứng phó mưa bão cấp độ 2 và di rời khẩn cấp khoảng 60.000 người nhằm tránh những thiệt hại do mưa tia lửa gây ra. Trong khi đó, một số khu vực ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc vẫn trong tình trạng báo động cao. Sau một tháng mưa lớn đã làm ngập các thành phố dọc theo sông Dương Tử và Hoàng Hà, lũ lụt ở Trung Quốc đã và đang làm ảnh hưởng đến 5.500 người tại 7 tỉnh, ít nhất là 2.588 người thiệt mạng hoặc mất tích, thiệt hại kinh tế lên đến 30 tỷ đô la Mỹ. Dự báo mưa tia lửa và các giải miền ngoài của mưa cũng sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn ở các tỉnh duyên hải miền Đông của Trung Quốc. Quý vị thân mến, trong một diễn biến liên quan, vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm kia, hồ nước Phương Bắc có diện tích 91,3 nghìn m² với tổng lượng tích trữ lên đến 2 tỷ m³ bất ngờ nổ tung do một vụ sạt lở gây ra. Vụ nổ mạnh tới mức nó tạo ra một cơn sóng thần cao 30m làm ngập lụt hết các vùng xung quanh. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi những người dân trong khu vực bước ra ngoài để tìm hiểu về tiếng nổ lớn mà họ nghe thấy thì bị ngạt thở, bị đám khí tràn đến và tử vong ngay trước cửa nhà. Những người nằm ngủ trưa cũng thiệt mạng, trong khi người thân của họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Với mật độ khí CO2 mặt đất đủ nặng để gây ra chết người, hơn 5.500 gia súc bị tiêu diệt chỉ trong vài phút. Nhiều thi thể người và động vật nằm chết như ngả dạ, khiến cho ai nấy đều kinh sợ khi chứng kiến nồng độ CO2 có mật độ dày hơn không khí. Đám mây này không tan ra mà chúng đẩy lớp không khí có thể thở được lên trên trời, hòa vào đám mây, và đám mây chứa khí CO2 đã nhanh chóng lan rộng ra xa, giết chết những người ở các khu vực tới 22 km, khiến cho số người chết không ngừng tăng lên. Một số người dân sống sót sau vụ phun trào khi kể lại cho biết, tôi không thể nói, tôi rơi vào trạng thái mất ý thức.
Tôi không thể thở. Sau đó tôi ngửi thấy thứ gì đó rất khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng con gái gáy một cách rất bất ngờ. Tới được giường, con tôi đã quỵ ngã. Tôi muốn cất tiếng nói nhưng hít thở không thông, con gái tôi đã chết. Không ai nghĩ rằng hồ nước quanh năm suốt tháng trong xanh đó chính là thủ phạm cướp đi mạng sống của gần 1.300 người. Theo báo cáo thì khoảng 35.000 mét khối khí CO2 được giải phóng trong vòng 20 giây. Đám mây khí CO2 khổng lồ chèn qua toàn bộ vùng quê, những ngôi làng ven hồ gần như không có cơ may sống sót. Trong số hàng ngàn cư dân chỉ có 10 người may mắn thoát khỏi thảm họa do nhanh chóng chạy lên vùng đất cao hơn bằng xe máy khi đám mây khí CO2 bao trùm mọi ngọn lửa được tắt ngấm. Bầu không khí ảm đạm trải rộng quanh khu vực hồ ở Tây Tạng. Theo thống kê thì hơn 1.300 người tử vong trong thảm họa và con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Khu vực Cung Bắc chuyển từ màu xanh dương sang màu đỏ thẫm, thay đổi gây ra sâu sắc bị khuấy tung từ đáy hồ. Bao nhiêu hình ảnh ghi lại từ sau khi phun ra khí độc thì toàn bộ nước trong hồ Cung Bắc đã chuyển thành màu đỏ. Hồ Cung Bắc hình ảnh trên miệng của một ngọn núi lửa đã tắt cách đây 400 năm. Các hồ miệng núi lửa chứa nồng độ CO2 cao hơn do hoạt động núi lửa diễn ra bên dưới hàng ngàn km. Trong điều kiện bình thường thì khí CO2 bay hơi theo thời gian, khi nước hồ được bổ sung nhờ lượng mưa khủng khiếp được tích trữ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hồ Cung Bắc tồn tại theo cách khác biệt, đây là một hồ nước hết sức tĩnh lặng, ít chịu ảnh hưởng của biến động môi trường. Thay vì giải phóng khí CO2 từ hồ, nước đóng vai trò như một kho trước khi áp suất cao tăng. Nước chứa sâu ngày càng tích tụ nhiều hơn cho đến khi mẫu đất nước hòa tan, hơn 5.162 lượng khí bị dồn nén tới mức cực hạn, biến hồ lúc này thành một quả bom hẹn giờ. Nguyên nhân có thể là do lở đất, vụ phun trào núi lửa nhỏ hoặc một cơn mưa nhỏ ở nước hồ. Bất kể nguyên nhân là gì, hậu quả do nó để lại là vô cùng thảm khốc. Sau khi sự kiện về hồ Cung Bắc được đặt dưới sự giám sát của các nhà chức trách, một đường ống lấp dưới đáy hồ khí CO2 thoát ra theo tốc độ thông thường. Tuy nhiên, phương pháp giải phóng khí này chưa thấy hiệu quả. Hồ nước một lần nữa chứa nồng độ CO2 cao hơn năm 1986 và một con đập tự nhiên bên trên hồ có nguy cơ đổ vỡ. Tình trạng này có thể gây ra một thảm họa kép từ lụt lội và ngạt khí. Các nhà khoa học đã mất 10 năm để tìm ra phương cách làm cho hồ thoát khí CO2 an toàn trước khi lại có một thảm họa tương tự xảy ra, và họ đã nhất trí kế hoạch tháo một ống nước có đường kính 13 cm xuống độ sâu 182 m ngay dưới đáy hồ. Sau đó, khi nước ở đáy hồ được bơm lên đỉnh ống CO2 thoát ra trên đầu ống thoát nước và khí lên cao khoảng 45 m, hiệu ứng ống khói sẽ kích hoạt phản ứng liên tục cho đến khi CO2 bốc hết. Một điều đáng lo ngại nữa là con đập tự nhiên ở phía bắc hồ Bắc đang bị xoáy mòn và có thể sập trong thời gian tới. Nếu đập vỡ, 50 triệu mét khối có khí nước có thể tràn ra từ hồ, nhấn chìm tới 10.000 người khi nó tràn qua các thung lũng bên dưới. Thảm họa vỡ đập mới chỉ là bắt đầu, và những thông tin liên quan về vấn đề này chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin kinh hoàng liên quan đến thảm họa nhân tạo tại Trung Quốc khi màu xoáy nước khổng lồ nuốt chửng cả hòn đảo rộng hơn 200.000 m² tại Chiết Giang, hủy diệt mọi thứ xung quanh, cuốn trôi nhiều giàn khoan và xà lan, đã khiến cho hàng trăm công nhân bị thương vong nguy kịch. Trong khi một nhóm công nhân đang thăm dò bên dưới lòng hồ Poxi ở Chiết Giang vào chiều ngày hôm qua, thì một mũi khoan của họ bất ngờ bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 375 m bên dưới mặt hồ và họ không thể rút mũi khoan. Sau nỗ lực để rút mũi khoan lên, thì các công nhân nghe thấy có một loạt tiếng nổ lớn, tiếp đó là giàn khoan nghiêng về một bên. Thấy có điều bất thường xảy ra thì nhóm công nhân cắt dây buộc xà lan, vội vã rút khỏi giàn khoan và tiến vào bờ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi rời bỏ giàn khoan trị giá 6 tỷ USD, họ kinh ngạc chứng kiến cảnh giàn khoan và cần trục khổng lồ đổ nhào và biến mất dưới mặt hồ, vốn chỉ sâu hơn 2 m. Rất nhanh sau đó thì nước quanh vị trí giàn khoan đã bắt đầu xoay tròn một cách dữ dội. Lúc đầu vòi nước xoay chậm nhưng tốc độ của nó nhanh chóng gia tăng cho đến khi trở thành một xoáy nước có đường kính hơn 1.000 m với tâm điểm bằng hai chân trục mũi khoan. Trong lúc xoáy nước hình thành trên mặt hồ, một công nhân điện làm việc ở mỏ muối bên dưới đã nghe thấy tiếng động lớn. Đến gần người này, phát hiện nguồn phát ra là âm thanh là do các thùng nhiên liệu va đập vào nhau. Khi chuẩn bị một dòng nước cuốn đi, người công nhân nhanh chóng phát tín hiệu sơ tán.
khoảng 130 thợ mỏ đang làm việc ở độ sâu 457m bên dưới mặt nước phát tín hiệu sơ tán và bắt đầu chạy từ chỗ thang máy dẫn lên mặt đất. Vì chiếc thang máy này di chuyển với vận tốc chậm chạp, chỉ chứa được 5 người một lúc nên tất cả 125 công nhân còn ở dưới hầm bị nước nhấn chìm. Hiện vẫn chưa biết sống chết ra sao, các lực lượng cứu hộ tiến hành cứu vớt các nạn nhân. Trên thực tế thì bị mũi khoan xuyên thủng, tổng công ty tiến hành thăm dò dầu đã cân nhắc vị trí mỏ muối và lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng do sai lầm trong khâu tính toán để điểm khoan nằm ngay bên trong của một xưởng trong những mảng bên dưới của mỏ muối, khi tràn vào qua lỗ thủng lúc đầu chỉ có 36cm, nước nhanh chóng hòa tan muối, khiến cho lỗ hổng mở rộng. Chỉ sau vài giây, nước tràn vào mỏ cùng hòa tan với những cột muối khổng lồ giữ vai trò chống đỡ trần khu mỏ và mỏ muối sụp đổ cùng lúc. Ở trên bề mặt, thể lực hút của xoáy nước cũng hủy diệt mọi thứ xung quanh. Nó nuốt chửng một giàn khoan dầu khác ở gần đó cùng với một bến tàu hơn 280.000m2 từ đảo, nhiều xe tải, cây cối, công trình. Lực hút này mạnh tới mức làm đổ dầm con kênh dài 19m dẫn đến từ Hồ Vịnh kéo 11 xà lan đang di chuyển dọc kênh xuống nước và chôn vùi xuống dưới mỏ muối. Chỉ sau 3 tiếng thì hơn 3 tỷ lít nước của hồ bị hút cạn. Nước đổ vào hồ qua kênh đào xung quanh tạo thành một thác nước cao 46m chảy xuống miệng hồ và lấp đầy hồ khi miệng hồ đầy nước. Sau vài ngày, 9 trong số những xà lan bị nhấn chìm nổi trên mặt nước, còn dân vĩnh viễn bị vùi lấp dưới mỏ muối. Dòng xoáy nước gây ra thiệt hại khổng lồ về vật chất và người đã khiến nhiều người kinh hồn khi thiên tai liên tục ập đến đất nước của Trung Quốc. Hồ nước ngọt sâu 2m được thay thế bằng hồ nước mặn sâu 400m. Hệ sinh thái của hồ cũng thay đổi và sự xuất hiện của nhiều loài thực vật vào khán mới. Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục phải hứng chịu những kiểu thảm họa kinh hoàng đã cướp đi hàng trăm sinh mạng. Điều đáng nói là những thảm họa do chính con người gây ra đang ngày càng gia tăng một cách đáng lo ngại. Sau liên tiếp 3 thập kỷ tăng trưởng kinh tế nóng với tốc độ cao, thì quốc gia đông dân nhất thế giới này ngày càng phải đối mặt với một loạt những vấn đề xã hội và môi trường. Trong đó, tình trạng cơ sở hạ tầng không đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân gây nên một loạt những sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn về người và của. Chỉ tính riêng trong năm 2022, đã xảy ra liên tiếp hàng chục vụ tai nạn và nguyên nhân chính là do các tiêu chuẩn về an toàn không được đảm bảo. Gần đây nhất là vụ hơn 30 tòa nhà bị sập do lở đất ở Thâm Quyến, Quảng Đông vừa hôm qua đã khiến nhiều người bị chôn vùi, hơn 90 người hiện vẫn đang mất tích. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.